Nhà đất 129 Pasteur là một trong bảy tài sản mà bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm lợi dụng danh nghĩa công ty Bình Phong để công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 mua bán trái quy định, được gọi là khu đất vàng vì 129 Pasteur gồm hơn 1.490 m2 nhà và 2.264 m2 đất nằm tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khu đất nằm ở khu vực giáp danh giữa quận 1 và quận 3, khúc giao giữa một đầu là đường Pasteur cắt Nguyễn Đình Triều đầu còn lại là đường Điện Biên Phủ giao Pasteur. Trước đây, khu đất 129 Pasteur có tổng trị giá hơn 517 tỷ đồng do Tổng cục 4, Bộ Công an Quản lý, sử dụng làm nhà khách đối ngoại. Cuối tháng 1 năm 2016, Tổng cục 4 ký hợp đồng nguyên tắc bán bất động sản 129 Pasteur cho Nova Bắc Nam 79 với giá khoảng 294 tỷ đồng. Tổng cục 4 đã nhận tiền và giao tài sản. Sau đó, Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đồng ý, chứng thư thẩm định tài sản này có giá hơn 294 tỷ đồng và tài sản này được Nova Bắc Nam 79 thực hiện chuyển nhượng ngay, ký hợp đồng mua bán cho công ty Pickview. Đầu năm 2018, ba cổ đông sáng lập công ty cổ phần đầu tư Pickview thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần với giá 350,01 tỷ đồng cho công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Gia Định của bà Trương Thị Kim Soan và hai cá nhân khác thời điểm hiện tại nơi đây đang cửa đóng then cài